Ơi, hello anh chị em mình nha. Hôm nay Hiệp lại đến với anh chị em mình đây. Hiện tại là Hiệp đang đứng ngay cái khu đất này là của mấy anh chị ở Sài Gòn và Bình Dương về mở cái khu đây gọi là Tre Việt nha anh chị, khu du lịch sinh thái Tre Việt nha. Như anh chị mình thấy không, ở đây là tạo một không gian rất là đẹp luôn. Là một cái farm ở đây. Rồi xung quanh đây đang chuẩn bị triển khai để mà mở khu du lịch sinh thái nè, có những cái nhà chòi kia ha. Chút Hiệp quay sơ cho anh chị em mình coi nha. Nhưng mà hôm nay Hiệp muốn giới thiệu với anh chị em mình là một mảnh đất nha, có 6.600 m² nha anh chị, nhưng mà không phải chỗ này nha, đối diện quán này nha. Thì để cho anh chị mình thấy được cái tiềm năng của cái mảnh đất mà Hiệp sắp sửa giới thiệu cho anh chị mình, là mình đối diện với cái khu du lịch sinh thái này nha anh chị nha. Rồi bây giờ Hiệp xin phép quay đầu vô khu vực này cho anh chị mình xem nha, để anh chị mình về đây luôn cho vui nha. Vườn cây trái mà Hiệp sắp giới thiệu anh chị mình đó là có bưởi nè, có sầu riêng ha, rất đẹp luôn. Tư vấn rõ anh chị mình trước nha. Rồi anh chị mình yêu mến cái mảnh vườn á Hiệp sắp giới thiệu đây á, thì alo cho Hiệp đi, Hiệp gửi sổ sách rồi Hiệp tư vấn rõ cho anh chị mình nha. Cái vị trí đất của mình là tọa lạc tại xã Thanh Sơn, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai nha anh chị. Tính mà từ Sài Gòn á, mà anh chị mình vô tới mảnh đất này á, là nó được là 140 km nha anh chị nha. 140 km mà xe hơi mình là đậu ngay đất luôn á. Mình đi toàn bộ đường nhựa, sau đó mình quẹo đường bê tông. Rồi tiếp theo nữa là mình quẹo vô đường đá bi. Đó là mình tới mảnh đất mình, coi như là đường xá rộng rãi luôn, xe hơi mình hai xe qua mặt thoải mái luôn nha anh chị nha. Rồi bây giờ Hiệp xin demo sơ sơ lược cái khúc này cho anh chị mình xem, rồi sau đó Hiệp sẽ quay một mảnh đất của mình nha. Mảnh đất của mình đó là nó đối diện với cái khu du lịch sinh thái này nha anh chị nha. Tre Việt nha anh chị. Hôm nay tại vì Hiệp quay mảnh đất của mình đối diện với bên khu du lịch sinh thái này, cho nên là đi trong khi chờ đợi chủ vô mở chìa khóa thì Hiệp quay sơ lược cái chỗ này. Ô, bữa nay có các cái món nướng nè anh chị ơi, hấp dẫn quá anh chị. Đó. Anh chị mà về đây mình mua đất ở đây mình đầu tư là hết ý luôn nha anh chị. Đây là con gà nướng nè, cá nướng nè ha. Wow, tuyệt vời. Bây giờ Hiệp quay sơ chỗ này cho anh chị mình xem là cái mảnh đất của mình là đối diện với cái khu du lịch sinh thái này nha anh chị nha. Tre Việt này nha. Một không gian mát mẻ nha anh chị nha. Đẹp ha. Để cho anh chị mình thấy rằng là cái mảnh đất của mình là khu dân cư coi là sầm uất luôn nha anh chị. Mình ngay trường học các kiểu luôn nha. Vân vân ha. Thì đây, cái mảnh đất của mình là nằm ngoài đường ha. Còn hiện tại Hiệp đang đứng trong cái khu du lịch sinh thái. Quay sơ khu này cho anh chị mình xem mà. Rồi bây giờ Hiệp mới đi qua mảnh đất của mình. Wow, mấy cái này mấy anh chị Bình Dương rồi về làm cũng đẹp quá. Đẹp lắm anh chị ạ. Đẹp ghê anh chị ha. Cái mảnh đất của mình thì chút nữa Hiệp sẽ đo đường xá này kia cụ thể nó như bao nhiêu mét ha. Rồi số tờ, số thửa, sổ sách đầy đủ nha anh chị. Này một không gian tuyệt vời của khu du lịch sinh thái Tre Việt ha. Đẹp ghê. Thì đây, bây giờ Hiệp mới chính thức giới thiệu cho anh chị mình mảnh đất của mình nha. Đây là mảnh vườn của mình nè. Đường mình là đường bự luôn anh chị thấy không? Đối diện mình là làng Tre Việt nè ha, khu du lịch sinh thái Tre Việt nè. Thì khu dân cư ở đây ở nói chung là rất là sầm uất luôn nha anh chị. Đông nghẹt luôn, đông kín luôn á. Rồi trường học các kiểu, chợ búa vân vân nha. Thì bây giờ cái mảnh này của mình á có một nửa là đất màu hồng nha anh chị, có nghĩa là đất thổ cư á. Còn một nửa là đất cây lâu năm. Đó. Bây giờ Hiệp sẽ tới đây Hiệp quay cái mốc ranh giới cho anh chị mình xem nha. Là một chút Hiệp sẽ qua trong Hiệp quay rõ cho anh chị mình luôn trong khi chờ đợi chủ mở cửa nha. Anh chị thấy cái vườn mình trong là có sầu riêng các kiểu ha.
sầu riêng, mít, bưởi, vân vân. Thì ở đây mình có hàng rào bên 40 này nè, anh chị thấy không? Đây, còn có hàng rào bên 40 này ha, của mình chạy thẳng luôn. Đất mình cao ráo luôn nha anh chị, cao ráo đẹp luôn, à, thẳng tắp luôn. Thì đây là mặt tiền đường của mình ha. Mít nè, bưởi nè, sầu riêng nè, đó. Dạp đi cái mặt tiền đường cho anh chị mình xem nha. Từ đó mình đi qua đây. Wow, đây đẹp quá. Đây đối diện của mình nha anh chị. Đây là mình có lưới rào 40, cổng rào là hết luôn nè. Đó, bây giờ thì đang đứng chờ gia chủ vô mở chìa khóa. Đây mình có sầu riêng nè. Đó, sầu riêng anh chị ha. Và đường mình nè. Còn về phần khúc đoạn sau thì sẽ quay từ đây ra ngoài đường lộ chính cho anh chị mình xem luôn. Đó, anh chị thấy không? Đằng trước đó là nhà cửa sầm uất luôn ha. Đó là lối đi ra của mình ha. Từ cái đường lớn của mình quẹo vô đây có 50 mét. Đó. Ở đây là đất mình là rào bên 40 hết luôn toàn bộ rồi. Đó, anh chị thấy không? Mít nè, cao cao cao. Đang thu hết nha. Sầu riêng thì chưa được thu nha anh chị, nhưng mà bưởi có thu nè, mít có thu nè ha. À, sầu riêng nè. Đó. Thế đất cao ráo bằng đẹp luôn nha anh chị nha. Chất đất tươi tốt màu mỡ luôn nha. Anh chị mình nhìn trái cây là anh chị mình biết rồi đó. Đất là rất là tốt luôn. Đó. Của mình ở đối diện là khu du lịch sinh thái Tre Việt nha anh chị. Đây mình có điện nè, điện đóm đầy đủ luôn nè. Rồi, chút nữa Hiệp quay kỹ. Thì sẵn Hiệp nói luôn cho anh chị mình luôn. Sợ nhóm máy chủ nó không về kịp á, thì chờ đợi lâu quá Hiệp lại có khách nữa. Cho nên Hiệp phải đi trước á, cho nên Hiệp quay sơ cái đoạn này trước cho anh chị mình nha. Thì cái mảnh này của mình có giá bán là 1 tỷ rưỡi nha anh chị. 1 tỷ rưỡi ha. Rồi anh chị mà quan tâm cứ gọi cho Hiệp rồi kết bạn Zalo ha, qua số điện thoại 0817187979 thì Hiệp sẽ gửi sổ sách rồi tư vấn kỹ cho anh chị mình nha. Cây mít này mọc sát lại đường luôn. Rồi đây là cây bơ nè, cây bơ mình đang có trái nè. Đó, đây ra trái nè. Đây là toàn bộ mảnh vườn của mình nha anh chị ha. Nhưng mà chắc có lẽ là Hiệp xin phép, Hiệp xin phép anh chị là mình Hiệp dừng video tại đây. Vì thứ nhất là Hiệp còn một số khách anh chị em ở Bình Dương và ở thành phố đang lên nữa. Và thứ hai thì chủ thì đang chờ kẹt công việc vô lâu quá, cho nên Hiệp không thể vào bên trong này để quay toàn bộ hết khu này cho anh chị mình xem ha. Bên đất này thì là cái mảnh này của mình là có 5.668 m² nha anh chị ha. À, trên đây là có đất quy hoạch và đất ở tại nông thôn một nửa, còn một nửa là đất màu cây lâu năm ha. Đó, thì sổ sách của mình đầy đủ luôn nha anh chị nha. Thì tạm thời hiện trạng là cái mảnh vườn của mình như thế, đã rào 70 hết là toàn bộ rồi ha. Trên đất mình có bưởi nè ha, sầu riêng, mít, vân vân nha anh chị nha. Điện nước này kia đầy đủ ha. Đó, thì bây giờ Hiệp xin phép chắc có lẽ là Hiệp kết thúc video tại đây. Rồi anh chị mình yêu mến thì anh chị alo cho Hiệp nha, Hiệp dẫn anh chị vào xem ha. Còn ở đây Hiệp đi ra ngoài này thì là nhà cửa đông đúc ha, trường học các kiểu vân vân ha. Chúc Hiệp quay sơ có đoạn đi ra cho anh chị mình xem nha. Rồi Hiệp xin phép kết thúc video ở đây đi. Tại vì bây giờ Hiệp không thể chờ đợi lâu được, khách của Hiệp về tới rồi, thành phố và Bình Dương về hai bên luôn. Thành thử là Hiệp xin phép kết thúc để mà đi ra đón tiếp các vị khách của mình. Thì anh Hiệp nhắc lại ha, của mình đối diện với khu sinh thái Tre Việt đây nha anh chị nha. Đó. Anh chị thấy không? Đây khu hình thành khu du lịch sinh thái Tre Việt ha. Còn mình đất mình thì đối diện đây ha. Đó. Vậy nha anh chị nha. Rồi rất mong anh chị mình thông cảm, Hiệp không thể quay hết chi tiết cho anh chị mình được nha. Rồi bây giờ Hiệp xin phép quay từ trong đất mình chạy ra cho anh chị mình xem ha. Rồi, từ đây mình ra tới đường lớn của mình là chỉ có 50 mét thôi nha anh chị. Rồi, nhà cửa ở đông đúc ha. Rồi bắt đầu là mình mới đi ra đường nhựa nha. Rồi, hết đường đá bi này bắt đầu tới đường nhựa. Anh chị thấy không, nhà cửa nè. Đó, rất là sầm uất luôn ha.
anh chị thấy đường một lớn nha. Đây là Hiệp đang đi ra nha anh chị. Ở khúc ngoài của mình ngay ngã ba là mình đường bê tông lớn ha, rồi trường học các kiểu rồi ha, nhà cửa nè. Vâng ha, cho anh chị mình thấy là mảnh đất của mình là đường xá rất là thuận tiện luôn. Từ thành phố Hồ Chí Minh mà anh chị mình chạy vô tới đất là 140 km nha anh chị. Nhà cửa quán xá nè, đây là trường học này ha. Rồi đây mình ra tới đường bê tông rồi nè. Rồi đây mình ra đường bê tông lớn rồi ha. Rồi Hiệp xin phép kết thúc video tại đây nha anh chị nha. Anh chị yêu mến theo dõi thì nhớ bấm đăng ký kênh, like, subscribe ha. Số điện thoại của Hiệp là 0817187979. Trân trọng cảm ơn anh chị em mình đã xem và quan tâm.